kể lể sự tình rất thấm thiết của chàng nàng, xin hy vọng nàng sẽ xét lại và đoán hỏi đã chẳng. Phong tư tình dây dàng ở đi, cả tháng sau vẫn chưa có hồi âm, thiếu nên hoàn toàn tuyệt vọng, gã gầy xỏ đi, hai mắt trũng sâu.